người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ tạm biệt năm 2019 và đón chào một năm 2020 thật là tròn trịa, thật là đẹp với hai con số 20. Chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, thành công và bình an trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, Hoa Rapper sẽ dẫn dắt mọi người đến với sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt. Đây là một người anh mà Hoa Rapper cảm thấy rất là kính mến trong suốt một quãng đường dài hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, anh ấy chính là nguyên do tại sao cái tên Hoàng Rapper lại xuất hiện. Ai nào, xin mời quý vị chào đón nghệ sĩ Hoàng Mập. Trời ơi, anh ra mẹ thấy rung trời đất luôn á. Vui sợ nó năm 2020, dạ. 2020 tự nhiên có con số 0 lăn ra. Dễ thương quá. Chú chị anh nha, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi giống như em. Dạ, đó lý do tại sao anh còn mập trẻ mãi mà không già. Anh luôn cười, anh cười trong mọi hoàn cảnh, thậm chí là những lúc sóng gió khó khăn nhất anh cũng cười. À, có cái lúc mà anh bị té xe anh nhớ không? Vậy mà chụp hình lên Facebook anh vẫn cười. Hay thì để anh luôn. Dù sao cũng vui, dù sao phải lạc quan lên. Quý vị hãy như anh Hoàng Mập luôn lạc quan trong cuộc sống thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Và bên cạnh đó là trong ẩm thực cũng vậy. Anh Hoàng Mập là một người rất là dễ ăn, dễ nuôi. Bởi vậy đó, thân hình chuẩn dễ sợ quý vị không? Bền vững thêm 5 tháng. Nói chung ăn là ngủ là số 1 thôi. Chia sẻ với quý vị lý do tại sao Hoàng Rapper ở đầu chương trình có nói là đây là nguyên nhân vì sao cái tên của Hoàng Rapper xuất hiện. Bởi vì Hoàng tên thật là Hải Hoàng, còn anh Hoàng Mập là một vị tiền bối đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Thì Hoàng, cái những ngày đầu mà bước vào nghệ thuật là được tham gia vào đoàn phim của anh Lý Hải trong cái series phim là Trọn Đời Bên Em. Anh gặp em đó rồi. Anh Hoàng Mập là một trong những vị tiền bối rất là yêu thương những bậc hậu bối như em, những viên trẻ, những viên quần chúng vậy. Anh yêu thương như mọi người luôn. Đấy, anh nhiều chuyện. Anh thấy mấy đứa trẻ trẻ vô đọt thấy ôi mới nè, nói chuyện được nè, mấy người nổi tiếng làm biết nói chuyện mình lắm rồi, chuyện thế. Cái anh nhớ lúc đó đoàn phim mình nhiều người tên Hoàng không? Các em cũng tên Hoàng mà lúc đó anh đọc rap cho Lý Hải. Đúng rồi, ra là anh Lý Hải và mọi người mới đặt cho em là thôi gọi nó Hoàng Rapper đi. Đúng rồi, cho dễ gọi. Các em thấy tên gọi này hay hay, em giữ nghệ danh tới giờ được 80 năm rồi, anh thấy chưa? Đọc Rapper cho anh nghe coi. Nữa hả? Ok, nhưng mà với điều kiện là hôm nay anh phải cố gắng làm sao hỗ trợ với hai bạn fan hâm mộ thì em sẽ đọc rap cho anh nghe. Chuyện nhỏ nha. Bây giờ chúng ta hãy thử xem khám phá khẩu vị ngôi sao của anh Hoàng Mập, một nghệ sĩ với thân hình hộ pháp này, anh ấy sẽ ăn uống ra sao? Xin mời. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau sẵn sàng để khám phá khẩu vị ngôi sao sao vậy? Hồi hộp. Làm gì không? Mỗi lần mình mới mở tủ lạnh là được ăn đó. Từ từ, sung sướng tự làm mà tự mãn miệng. Em sẽ kìm hãm sự sung sướng này của anh lại, bởi vì chúng ta sẽ gặp gỡ những fan hâm mộ đã đăng ký từ rất lâu để gặp gỡ anh Hoàng Mập. Có pha mộ hả? Dạ có. Nghiêm chỉnh lại, hôm nay sẽ có hai bạn để thi đấu ẩm thực cùng với nhau, đó chính là bạn Thanh Tùng và bạn Lê Huy. Xin mời. Ôi để can tôi không ơi. Chào. Dạ, quá đi. Chào. Dạ. Quá. Rồi, chào bạn. Đây chính là bạn Thanh Tùng và bạn Lê Huy. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét với mình. Em xin giới thiệu, em tên là Lê Huy. Hiện tại thì em đang theo đuổi niềm đam mê của em, đó là công việc ca hát. Em có một cái niềm đam mê thứ hai đó là điện ảnh. Và em rất là yêu quý anh với những cái vai diễn và những cái bộ phim mà anh lại đã làm đạo diễn. Là Vali Tình Yêu. Sao chương trình lấy số điện thoại cho anh mời về đóng phim. Rồi. Cách xe rẻ rẻ nha, cách xe rẻ thôi. Trời, chả lẽ đạo diễn chủ nhiệm rồi nhà sản xuất rồi ông bầu bự vậy mà dễ dãi vậy sao anh? Trời, chỉ cần nấu ăn cho ăn cái là ok gật đầu liền. Đúng rồi. Trời ơi, năm bảy cái khâu đó mình anh làm hả? Vậy sao hồi xưa anh không nói cái chiều đó cho em biết? Trời ơi, bây giờ em đi luôn nè. Sao được, có đi luôn nè. Em già quá lứa rồi. Có người xấu, người đẹp, có người già, người trẻ em ơi. Em già đẹp bây giờ sao? Em tự đi. Ok, em hai, em hiểu mà, em ổn không sao hết. Cảm ơn bạn Lê Huy. Còn bạn Thanh Tùng. Em xin giới thiệu, em là Thanh Tùng. Công việc của em hiện tại em làm văn phòng và kinh doanh tự do. Và hôm nay thì em đến đây để khám phá cái khẩu vị của anh Hoàng như thế nào. Vì anh Hoàng chính là thần tượng của em rất lâu rồi. Ôi, cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao cùng với Hoàng Mập. Và đây, chiếc tủ lạnh này sẽ giúp cho các bạn. Xin mời. Wow. Ghê chưa? Ôi, trời ơi. Nhiều đồ ăn chưa? Món nào cũng thích. Dạ, món nào cũng mê. Bây giờ anh Hoàng nè, trả lời những câu hỏi sau đây chỉ có hoặc không thôi. Trong đây có nhiều món ăn anh thích hay không? Có. Có món ăn nào anh không thích không? Anh ghét không? Có. Có luôn hả? Ừ. Tỷ lệ bao nhiêu anh? 90-10. Bên cạnh đó là anh thích ăn hơn hay anh thích uống hơn?
ăn uống luôn. À, 50-50 phải uống. Ừ. Yeah. Trong cái việc ăn đi thì anh thích ăn ăn mặn, ăn chay hay là ăn ngọt? Ăn mặn rồi cái mình tráng miệng bằng trái cây, hoặc là mình ăn dặm bánh ngọt gì đó. Mới đó anh ăn được hết trơn hà. Ngày anh ăn mấy bữa? Bình thường anh ăn 4 bữa, còn một số bữa ăn dặm anh không có nói. Dạ. Yeah. Rồi đóng tôi lại. Đó là một số món ăn mà chúng ta có thể mường tượng để lát nữa vượt thử thách. Ừ. Nhưng mà còn hương vị như thế nào ạ? Nói chung là chua, cay, đắng, bùi hay như nào ạ? Nói chung là cái gì cũng được mà hạn chế cay. Tại sao anh ăn cay nhiều bị gì? Ngọt cay mà phải sướng cay mà anh víu tay víu chân gì đó. Mỗi lần đi tỉnh cái mấy đứa nó phái cho anh ăn cay. Dạ. Cái để ớt vô cái anh ăn. Là chỉ có mỗi cái vị cay là anh bị phản ứng hóa học. Đúng rồi. Còn tất cả những vị còn lại anh đều ăn được hết. Đúng rồi, hạn chế tiêu nha, cái gì cay ha. Nhớ nha. Cái hăng hăng mà cay cay như là tiêu ớt này nọ là mình cay quá ha. Như vậy là chúng ta đã biết được khẩu vị và hương vị yêu thích của anh Hoàng Mập rồi. Để lát nữa mình sẽ liều lượng nêm nếm nè, rồi bên cạnh đó là cái khối lượng đồ ăn như thế nào. Chứ anh Hoàng Mập không thích ăn kiểu châu Âu mà nhín nhỏ, không bỏ dính răng nữa. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Dạ. Chúng ta di chuyển vào bếp nào, xin mời. Dạ. Đầu tiên chúng ta phải khám phá là nguyên liệu chính. Ngày hôm nay có hai nguyên liệu chính. Nhiệm vụ của người chơi là giành lấy quyền ưu tiên để lấy được một trong hai món này. Và đương nhiên nhường món còn lại cho đối thủ. Chúng ta cố gắng tận dụng sở trường của mình. Trong vòng 60 giây các bạn chạy về khu vực trưng bày ở đằng sau lưng anh Hoàng Mập và lấy mỗi lượt đi như vậy là lấy được một món. Và dự đoán xem món đó có hợp khẩu vị với anh Hoàng Mập hay không. Với một người dễ nuôi dễ ăn như anh ấy thì quá dễ rồi. Quan trọng là trong thời gian 60 giây các bạn lấy được bao nhiêu lượt và bao nhiêu món hợp lệ. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Hết giờ. Ghê thiệt. Rất nhanh. Sao anh đếm dữ vậy? Dạ, anh kiểm tra bên đây luôn đi. Kiểm tra bên đây trước. Anh bằng mắm. 1, 2, 8. Cái món cái này nè là nó nằm trong một cái dĩa. Bạn đã bưng nguyên cái dĩa thì chúng ta chỉ được lấy là một loại thôi. Bạn lấy cái nào, bỏ cái nào? Bánh bò. Bánh bò. Bạn giữ lại bánh bò, bạn không lấy sô cô la ha. Rồi, chúng ta sẽ không tính phần sô cô la này nhé. Với 7 món ăn này, anh Hoàng Mập thích mấy món ạ? 6 món. Món nào anh không thích? Khổ qua. Anh sao vậy? Đắng. Ồ, vậy là ngoài cay ra anh còn ghét đắng nữa. Đúng rồi, cay đắng là không có chơi. Như vậy là với 6/7 món, chúc mừng bạn Thanh Tùng nha. Kiểm tra bên bếp của bạn Lê Huy nè. Chà, Lê Huy lấy nhiều quá ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luôn nè, 8 món. Trong 8 món này, anh Hoàng Mập thích bánh món à? Thế là 8 món luôn. Trời ơi, không. Tại tất cả những món này là anh ăn được hết trơn đó. Ăn nè, ngày luôn. Phở nè, mì nè, bún nè, rồi gà nè, rồi chả giò nè, cá kho nè, rồi cá sốt cà nè. Yeah. Ăn xong ăn trái cây luôn nè, tráng miệng. Lý. Nói chung là tất cả món này đều thích hết. Chúc mừng bạn Lê Huy, bạn giành được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nguyên liệu chính. Và đây chính là nguyên liệu chính ngày hôm nay. Ăn được chưa? Chắc anh ăn sống luôn hả? Từ từ. Không ăn quá. Chế biến từ từ. Để người ta lựa nha. Bây giờ một bên là thịt bò, một bên là thịt heo. Thì không biết là bạn Lê Huy tại... Một bên heo là anh đại diện, bên bò là em đại diện. Vậy luôn hả? Okay. Bạn chọn đi. Hoàng Mập, Hoàng Rapper, bạn chọn ai? Em chọn bò. Ít nhất thì em cũng không có mỡ. Ok nè, còn chọn người nữa đưa luôn nè đó. Còn lại là của em. Rồi xong đi, làm nhanh nhanh cho ăn đó bụng quá. Như vậy là Thanh Tùng đã có phần thịt heo, còn với bạn Lê Huy đã chọn thịt bò. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá xem những nguyên liệu phụ là những thành phần như thế nào. Xin mời quý vị đừng chú kênh, hãy tiếp tục đến với phần tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Yeah. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng để tiếp xúc thực phẩm cùng với những người chơi và anh Hoàng Mập. Nổi lên đi, ấm ba la nổi lên đi. Anh Mập ơi, hình như sai rồi đó. Sao? Đội hình là anh phải đứng đối diện và anh nhìn người chơi. Chứ anh đứng xoay vô anh nhìn màn hình rồi anh biết hết đáp án thì sao? Thì nói gì cho nó nấu nhanh, đem xuống nấu liền, ăn liền. Ôi, mất công bằng với những nghệ sĩ khác. Vậy hả? Anh không được biết đề. Người biết đề là người chơi. Họ sẽ phải cố gắng làm sao bằng lời nói và hành động của mình diễn tả để cho anh Hoàng Mập hiểu được cái đề bài đó sau lưng mình là gì. Bên cạnh đó, trong vòng 60 giây thôi, chúng ta không được phạm quy, không được nhắc đến bất cứ từ nào liên quan đến đáp án. Sau đó là 30 giây tiếp theo, anh Hoàng Mập đi chợ lấy về những món mình đã đoán trúng. Sẵn sàng nha. 3, 2, 1, bắt đầu.
hai từ. Mỗi lần đi rượu. Phạm Quy. Hai từ. Màu màu đỏ. Dưa hấu. Không. Trong cơm tắm có dưa leo rồi gì nữa. À, mã hành. Không. Cái gì màu đỏ. Hai từ. Màu đỏ. Cà gót. Không. Đây. Tròn 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 tròn. Cà chua. Đúng rồi. Hai từ. Ừ. Đối nghĩa đen. Là trắng. Đúng rồi. Đó là từ sau. Còn từ đầu đó là cái gì? Thường thường mình uống cái gì? Hai từ. Rượu. Đúng rồi. Tiếp tập tập. Rượu trắng. Rồi rồi. Tiếp luôn. Rồi cái hồi nãy anh mới vừa đọc cái hồi nãy cái màu đỏ mà anh đọc em nói sai đó, cái trái 5 cà gót 4 đúng rồi. 3 cà gót. À đúng rồi, hai từ. Hết 60 giây, 30 giây đi chợ anh ơi, đi chợ. Ủa, đi chợ. Sao? Có hiểu cái ông đi chợ trời. Bây giờ nãy giờ anh nói gì đúng? Nãy giờ anh nói cái gì trúng nè thì anh lấy cái món đó. Nãy giờ được cũng được mấy món đó anh. Ráng lên, ráng lên. Lẹ lên, cố lên mập ơi. Cố lên. Ráng lên. Để bên nào? Nãy giờ mày nói cái gì tao không hiểu gì đâu rồi đi chợ. Và bây giờ chúng ta kiểm tra đề bài. Đề bài đầu tiên là rượu vang. Phạm Huy không? Ổn ghê. Gì? Cà chua. Dạ. Cà chua hợp lệ. Rượu trắng. Dạ. Trắng đâu? Không có. Nguyên một chén luôn. Chưa có. Hợp lệ. Kỳ. Cà rốt. Dạ có. Cà rốt. Hành tây. Dạ có. Ủa hành tây là lúc đó thời lượng còn không ta? Hết thời lượng nên cũng không tính là hợp lệ. Bột năng là chắc chắn không có rồi. Thêm bánh mì nữa. Còn nữa không trời? Dạ. Hết đó. Và trách nhiệm này thuộc về anh Hoàng Mập. Anh sẽ phải cố gắng làm sao thực hiện một cái hình phạt phụ. Nếu như anh vượt qua được cái thử thách này thì nguyên liệu phụ sẽ trả về cho bạn Lê Huy. Bây giờ mình chơi gì ta? Nhưng bây giờ phải chờ xem anh chàng Thanh Tùng này bước vào sân đấu như thế nào. Xin mời Tùng. Anh Hoàng ơi, nếu như mà anh không có đoán được hết tất cả những phần gợi ý của bạn Thanh Tùng á, là cái phần thưởng, à nhầm, phần phạt của anh nó gấp đôi đó. Hả? 3, 2, 1, bắt đầu. À, đây là cái sản phẩm mà giống như phở. Bún. À, phía sau, từ phía sau không phải là héo. Bún tươi, giỏi, hay, nói là vậy đi, người ta phải tiếp, tiếp. Đây là sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh. Muối. Nó có một cái hình tròn. Cái bánh tráng. Đúng, chính xác luôn, hợp lý quá, giỏi đây quá. Đây là cái, nó cái giống như dứa đó. Thơm. À, cái từ đầu tiên đó là trái thơm, giỏi quá, chính xác luôn. À, cái trái này á là, nó không phải là thiếu. Đủ. Hai từ. Đâu đủ. Cái này là thường ăn với hai, các loại. Một. Hết giờ rồi, đi chợ. Ủa? Hết 60 giây rồi, thời gian trôi qua nhanh lắm anh đâu. Cố gắng nào. Và dường như Thanh Tùng đã rút được kinh nghiệm khá nhiều đến từ phần thi của bạn Lê Huy. Nè. Cố gắng lên. Anh lấy thật nhiều món nào. Quan trọng là những món này phải hợp lệ và anh đoán này chúng. Nè. Còn 10 giây. Ráng lên. 5. Thôi kệ đi. 4. Đâu để đâu. 3. Kệ trên kia. 2. 1. Hết giờ. Yeah. Ngay sau đây chúng ta hãy kiểm tra xem đáp án của các bạn có hợp lệ nhiều hay không. Bún tươi. Có bún tươi không ạ? Chính xác. Tiếp theo, bánh tráng. Wow, rất thông minh. Trái thơm. Thì lúc đầu bạn ấy gợi ý là cái loại thực phẩm còn gọi là dứa. Thì đây là một trong những cái phương án mà bạn gợi ý. Nó bị liên quan đến đáp án nhiều quá. Như vậy trái thơm này không hợp lệ. Thật là đáng tiếc. Ồ, cái gì? Thiếu à? Không có thiếu. Đủ. Thông minh. Tiếp theo, rau sống. Chúng ta không còn thời lượng nữa. Còn không? Cà rốt. Chà. Tôm chua, wow. Như vậy là cũng kha khá những món nguyên liệu phụ đang bị thiếu. Như vậy trách nhiệm của anh Hoàng Mập đã tăng lên gấp đôi. Đầu năm đầu tháng bị phạt rồi. Chờ đó hả? Xem hình phạt này dành cho anh Hoàng Mập như thế nào. Xin mời quý vị đến với Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với hình phạt dành cho anh Hoàng Mập. Và bên cạnh đó, với tình cảm yêu thương và lòng mến mộ của hai bạn Lê Huy và Thanh Tùng, hai bạn ấy nhất quyết là phải gánh vác cái trách nhiệm này chung với anh Hoàng Mập. Sẵn sàng luôn ha. Cả ba thành viên trong đại gia đình mình chuẩn bị sẵn sàng vượt qua thử thách như sau. Cả ba sẽ bị hạn chế về tầm nhìn, bị bịt mắt hết. Trong thời gian bịt mắt đó thì hai bạn Lê Huy và Thanh Tùng sẽ dùng cái chiếc muỗng xinh xắn nhỏ bé này múc vào bên trong cái bể chứa kẹo và tắc. Một bên là ngọt, một bên là chua. Các bạn cứ múc ngẫu nhiên đi. Chỉ cần anh Hoàng Mập ăn được khoảng chừng 5 viên kẹo thôi là anh ấy vượt qua được cái thử thách này. Quan trọng là cái khoảnh khắc anh ăn chua á. Nếu không ăn phải 5 trái tắc hả? Dạ đó. Múc cái chừng nào mà ăn được 5 cái viên kẹo rồi thôi. Các bạn ơi, các bạn để sẵn đường và đá với nước cho mình nha. Ra mình uống vô là mình uống nước tắc luôn. Em để sẵn nước muối dành cho nó thêm gia vị. Dạ. Rồi, bây giờ xin mời anh Hoàng Mập cùng với hai bạn chơi. Chúng ta đeo mặt nạ vào.
Không thời giới hạn và thời gian, chỉ cần 5 viên kẹo thôi là anh Hoàng Mạch sẽ vượt qua được thử thách này. Okay. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Bốc đi em. Anh Hoàng Mạch chỉ việc đó, há miệng ra những hoàng thượng gì đó. Đừng ra đất cho ăn đó. Đó nè, đây nè, đây một cái. Anh tới anh kìa. Ôi anh rớt rồi. Anh không được làm rớt nha. Ờ đây anh há miệng nè. Ôm chà ơi. Ừ, đúng rồi. Nha. Yeah. Đó, được mấy viên rồi, mấy viên hả? Hai. Rồi tiếp nè, tiếp nè. Đâu rồi? Đây tiếp nè. Đó. Rồi ăn cho hết nè. Con. Cái gì vậy? hai viên kẹo. Ai biết đâu ta. Rồi đây con quay. Rồi, cho cái nè. Đây. Ráng anh ơi. Nè, há miệng ra nè, há miệng ra nè. Nha, cố lên. Sao rồi anh? Cố lên anh. Đông. Ông giết người ông đông. Hay du. Cái miệng đâu, cái miệng cái mà. Ừ, mời ở đó. Ừm. Trời ơi, với xuống đường lọt. Không biết tắt, trời ơi. Mấy cái rồi, mấy cái rồi. Đây. Ba cái hả? Thôi. Đâu rồi? Đây anh, đây. Đâu anh thấy không? Đây, từ. Đó. Ôi. Có gì mà quá nghiệp. Cái chua chung vô hoài vậy. Tiếp anh ơi. Ráng. Cái này chắc tắt quá, sao nó đang nặng này anh ơi. Cố lên anh ơi, bây giờ em không biết là cái gì, em xin lỗi anh nếu mà nó tắt nha. Bây giờ một viên kẹo nữa thôi. Ráng lên Hoàng Hoàng ơi, ráng lên. Cố lên. Dạ là, đâu? Phải nuốt cho hết. Gọi ghê quá. Trời ơi, xin lỗi anh. Trời ơi. Đây nè, cái miệng nè. Đây. Trời ơi, đang nặng lên nổi chú lại vậy. Bên đây nữa. Sao rồi anh, cái này trái gì vậy? Mới vừa ăn cái gì vậy anh? Trái chanh á. Trời ơi. Rồi, chúc mừng anh, được 5 viên kẹo. Trời ơi. Thiệt hà cho ăn ớt đi. Ăn ớt hả? Ok, vậy mình chơi lại từ đầu nha. Bỏ đi coi như chưa nói gì. Trời, em ăn cái này ngon vậy, vui lắm trời. Vui, mà hạnh phúc dễ sao luôn. Mũi đớt luôn rồi. Chúc mừng Hoàng Mập, như vậy là anh Hoàng đã cố gắng vượt qua được hình phạt này và đem về tất cả những nguyên liệu phụ bị thiếu của bạn Thanh Tùng và bạn Lê Huy. Cảm ơn hai bạn nhiều. Rồi, cảm ơn. Rất đẹp mắt. Món ăn bên đây tên gì ạ? Dạ đây là món bún cuốn thịt heo tôm chua. Wow, đó là món của bạn Thanh Tùng. Nhìn món ăn là biết miền Tây rồi. Dạ đúng rồi. Còn với món của bạn Lê Huy. Dạ thưa anh, đây là món Âu, đó là bò sốt rượu vang. Lạ nha. Trời ơi, bò sốt rượu vang. Dạ xin mời hai bạn di chuyển về phía khu vực ghế ngồi để chia sẻ nhiều hơn. Cái món nào cũng ngon hết, bây giờ ăn món nào trước? Ăn món nào trước đi? Thay vị trước đi ha. Ừ. Dạ món khô trước. Rồi, em ăn với anh đi. Nếu mà về đêm nay có gì đó, hai đứa mình tự đi ngồi đó chuyện với nhau. Nhắn tin nhẹ, nhắn tin nhẹ. Giỡn thôi, chứ thậm chất miền Tây luôn nè. Chà chật chứ cùm. Cuốn cũng đẹp nữa. Ừ. Món ăn này, bạn muốn dành tình cảm như thế nào cho anh Hoàng Mộc? Em biết được anh là người Nam Bộ, nên là đây là một món đặc trưng của người Nam Bộ. Thì muốn gửi gắm đến anh về cái người miền Tây cũng như là người Nam Bộ về cái tình cảm ở trong đó. Em nói hay quá. Xin phép em, anh ăn cuốn nữa. Nữa hả? Nữa đi anh. Mình ăn xong mình ăn cạn tình cạn nghĩa, em Út nó mới biết là mình thương nó. Sao anh cảm giác như thế nào? Đánh lạc đối phương đi. Ok, chuẩn bị. Đến chi? Ok. Đến chi biết không? Chi vậy? Ăn trộm cuốn nữa nè. Trời ơi trời, em bắt đầu hết muốn về miền Tây rồi đó. Chấm chấm. Không rồi, giúp đi. Anh thấy sao? Rất miền Tây. Rất miền Tây, chính xác, gỏi cuốn mà miền Tây chắc rồi. Nhưng mà theo anh nghĩ á, khỏi cần chấm nước mắm cũng được. Ủa sao vậy? Tại con tép nó đã mặn rồi. Hợp lý luôn. Bây giờ mình uống nước cái đi, mình trả cái khẩu vị về nè. Mời anh. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái món áo của bạn
Wow, trời ơi trời, nước nôi nhà em, trời ơi trời, thằng em nó không kịp uống một miếng luôn. Chả lẽ giờ thằng em uống nước mắm rồi ăn cái món này? Em uống làm chi? Chưa cái nghe. Em chơi hết mình với anh đêm nay luôn. Ngon à? Cái nước ngon à? Thơm lắm nha anh. Sao mà bạn nghĩ ra được công thức hay vậy? À, thực sự đây là món mà của bố em dạy cho em. Truyền lại thì em cũng đặt cái tên món này là món của bố. Nên thân thuộc thôi. Thì bố em cũng là một người cũng rất là đam mê nấu ăn ở nhà. Nên em rất là mong anh sẽ yêu thích món này. Dạ. Ngon quá. Cái phần thịt bò nha, mềm cực kỳ luôn. Ủa mà ăn nhiều có bị xỉn không? Có đủ trong đó mà. Dạ. Còn thấy ngất ngay đó. Wow, anh Hoàng đẹp quá. Anh thấy sao mà anh ăn miệt mài vậy? Anh vẫn nhận xét như một sao, năm sao đi chứ. Nói chung là bò thì mềm, củ cải cũng mềm, đúng rồi, nước thì thơm, cà rốt mềm. Nhưng mà thật sự nước món này cho thêm chút xíu muối chanh. Tại hồi nãy anh nói không ăn ăn tiêu, người ta không biết, người ta tưởng là không ăn tiêu người ta ghét, người ta bỏ qua. Dạ đúng rồi, sợ ca. Đúng không? Chữ tiêu khác, muối tiêu chanh nó khác, có chữ muối, chữ tiêu với chanh. Anh Hoàng ơi, hồi nãy anh cũng chơi ăn anh tắc nhiều quá, em sợ chua quá. Ăn cái này. Dạ. Hồi nãy anh nạp vitamin C quá trời mà. Tắc được. Ngon không? Ổn. Nhưng mà nước hơi bị ngọt. Cái ngọt này là từ đâu à? Là từ sữa tươi hay là từ đường hay là từ bột nêm hay từ đâu à? Nó có nhiều gia vị bên trong thì nó cũng có một phần là rượu vang và một chút là nó có bơ nữa. À bơ. Đúng, có bơ. Có bơ à. Bơ nguyên một lớp bơ là không phải mỡ đâu. Có bơ. Bơ đó. Bơ im đó. Để cho thử bơ. Trời ơi, một lớp bơ, một ván bơ mà hút rốt. Anh hãy chấm đi, anh chọn đi. Món nào là món chiến thắng ngày hôm nay? Một bên là gỏi cuốn mà không còn cái cuốn nào hết. Một bên là bò hầm kiểu châu Âu mà không còn một con bò nào hết trong đây hết. Bậy. Còn miếng bò. Ăn cho hết luôn đi. Rồi. Rồi, anh quyết định đi hết. Nè, anh bào hết cái nhà em rồi. Anh quyết định đi. Anh định hả? Dạ, món nào chiến thắng? Anh ăn thì được. Vâng. Còn chấm thì sao? Anh nhìn các bạn nấu thì ok. Đúng rồi. Bạn nhiệt tình. Vâng. Nhưng bây giờ mà kêu anh vô chấm điểm cái này á. Dạ dạ. Anh khó chấm quá à. Chết không. Vì bây giờ cũng khó thiệt chứ. Hai món anh ăn sạch sành sanh, bây giờ không còn bằng chứng gì nữa để chấm luôn á. Bây giờ nguyên đội ekip nè. Nè quay phim nè. Tới giờ này chưa ai ăn gì hết. Thì bây giờ nấu hai món khác ra đi. Anh mới thể đời được. Anh ơi, thời lượng chương trình nó có hạn anh. Anh quyết định đi. Món nào chiến thắng, món nào chiến thắng. Một bên là gọi cuốn, một bên là bò châu Âu. Bên nào có được cái nhiều cảm xúc của anh, kỷ niệm nó ùa về, hay là có ăn món nào mà tự nhiên ngày xưa mình ăn với cô bé đó, những kỷ niệm vui vui á. Kỷ niệm vui hả? Thì mình gọi cuốn nhiều. Nhiều không? Nhiều. Vậy thắng đi. Đúng rồi. Sao chiếu bản bản như vậy, món gọi cuốn chiên thằng. Xin chúc mừng bạn Thanh Tùng, rất là may mắn. Và cũng phải chúc mừng bạn Lê Huy, bạn cũng đã xuất sắc ngày hôm nay. Nào, xin mời hai bạn. Xin mời hai bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ trao tặng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cho bạn đã thắng cuộc, đó chính là bạn Thanh Tùng. Xin mời anh Hoàng Mập, thay mặt cho chương trình trao tặng giải thưởng 5 triệu đồng. Dạ, cảm ơn chương trình nhiều lắm vì đã tặng cho em được 5 triệu đồng. Tùng chứ không phải anh hả? Dạ không, anh tưởng đó anh còn hai đứa bé hai cái hũ này được, còn hai cái bịch này được, coi là điều quá đúng rồi, người chơi luôn đó anh. Này của bạn tổ chức tặng á. Anh không có luôn hả? Không có cái gì hết, anh chỉ có em. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây tặng cho bạn Lê Huy, tặng cho bạn Thanh Tùng với những món quà đến từ ban tổ chức nha. Tôi đồng. Trời ơi, anh ăn hai phần quà trời vô giá như vậy rồi anh không muốn cái gì nữa. Kệ vớt gác cứng cuối. Cảm ơn anh Hoàng Mập rất nhiều, rất đáng yêu ngày hôm nay. Cùng với hai phần quà của hai bạn Thanh Tùng và Lê Huy, chúc cho mọi người sẽ luôn tràn đầy sức khỏe và may mắn trong năm mới nha. Và chúc cho quý vị sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong năm 2020. Và đặc biệt, hãy luôn sẵn sàng để đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HT7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.